Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một dự án có thể khai thác cái đồng MVRT ở trên cửa hàng Safeplay nhé. Thì cái dự án này hình như là nó có ở trên sàn Wavy Exchange rồi đấy. Thì mọi người có thể vào đấy rồi tìm hiểu xem nhé. Để tham gia dự án hôm nay thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy download cái app này về và mọi người sẽ làm theo hướng dẫn mình nhé. Ok, để tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả đây. Sau đó nó dẫn đến mọi người cái giao diện ở cái này. Tức là trên cửa hàng Safeplay nhá, cái ứng dụng đấy nó ở trên cửa hàng Safeplay. Sau đó mọi người tải về cho mình, cài đặt này, cài đặt và tải về cho mình. Sau đấy bấm chữ mở cho mình nhá. Rồi ở đây mọi người sẽ bấm profit hoặc là bấm skip này. Đấy. Ở đây nó sẽ có giao diện là đăng nhập và đăng ký đúng không? Thì mọi người sẽ bấm vào đăng ký cho mình này. Rồi mọi người sẽ nhập họ tên này, tên này, họ tên này, email này, số điện thoại này, nhập mật khẩu này, nhập lại mật khẩu nhá. Rồi mọi người nhập thế này cho mình nhá. Đấy, tên này, họ và tên này, sau đấy nhập email này, nhập số điện thoại này, 9875963. Ok, sau đó nhập mật khẩu nhá. Tiếp đến nhập mật khẩu này, mật khẩu gồm một chữ cái in hoa, một chữ cái thường và một chữ cái viết hoa nhá. Ở đây mọi người sẽ nhập vào chữ Z cho mình này và nhập cái mã code ở dưới phần mô tả cho mình nhá. Ở chỗ này mình sẽ để phần mã code ở phần mô tả cho mọi người nhé. Sau đấy mà bấm register. Ok, sau khi mọi người đã bấm register rồi thì nó sẽ giao diện thế này. Rồi trước hết vào đây mọi người sẽ bấm vào start mini cho mình. Rồi đây thì nó sẽ có tên là tốc độ đào đây nhá. Sau khi tốc độ đào rồi thì mọi người sẽ bấm vào đâu ta, mọi người đợi mình một lát nào. Phần wallet này, đây là phần ví mọi người nhé, profile, đây phần ví của mọi người đây, đây là địa chỉ ví của mọi người, cái này hình như là 1-2 giờ mọi người vào bấm một lần nhé, click, ở đây là transfer, mọi người sẽ chuyển tiền vào đây à, sau đấy chuyển tiền ra. Ở đây là địa chỉ mọi người chuyển tiền nhé. Ở đây là địa chỉ chuyển tiền. Giả sử nhập địa chỉ ví vào đây. Sau đấy bấm con phim à. Tên này là số tiền. Đấy. Đúng rồi. Ok. Mọi người sẽ bấm vào đây. Bấm vào đây để unstack. Bấm vào đây để chuyển tiền này, chuyển tiền vào ví nhá mọi nhá. Đấy. Sau đấy mọi người sẽ bấm shopping wizard này. Giả sử bên này ở phần mọi khai thác đúng không ạ? Ở phần khai thác này. Phần home này. Home mọi người khai thác được bao nhiêu thì mọi người bấm vào MV stay này nhá. Đấy. Sau đấy mọi người bấm vào đây này. Đây là mọi đầu tiên mọi người vào đây mọi người bấm đây để khai thác này. Sau đấy bấm vào đây nhá. Khi mọi người đủ số tiền thì mọi người nhập vào đây. Bấm vào đây cho mình. Đấy, sau đấy bấm vào tiếp tục bấm vào đây. MVRT này, unstacking này, bấm vào đây. Để chuyển số tiền vào đây nhá, nhập địa chỉ ví mọi người vào đây, sau đấy chuyển vào đây. Cái địa chỉ ví ở đâu? Địa chỉ ví là ở đây đúng không ạ? Hình như ở đây. Không, đây không phải. Địa chỉ ví là nằm profile wallet thế này. Profile này, ở đây nó hiển thị đây luôn này. Đây này. Profile này, đấy địa chỉ ví đây, một copy địa chỉ ví sau đấy mọi người đưa lên đấy. Tách. Đấy nó sẽ chuyển ra vào chỗ này đúng không? Đây. Đấy. Sau khi mọi người đủ số tiền rồi mọi người bấm wallet, mọi người bấm để chuyển tiền đi nhá, chuyển tiền lên sàn mọi người bán nhá. Hiện tại mình nhớ được một này, một token này, withdraw này. Đấy, mọi người sẽ bấm vào đây là mọi người random này. Min của con này là 30.000 token mọi người sẽ chuyển đi để bán được nhá. Đấy. Không chuyển được. Rồi thì hiện tại thì tốc độ nó vẫn đang nhanh nên mọi người có thể tranh thủ đào nhá. Bấm start này. Con này 1 phút à, 1 phút là mọi người 2 phút, 2 phút là mọi người bấm vào kích hoạt một lần nhá. Nói chung là con web này thì ai mà có thời gian thì mọi người có thể vào đăng ký và làm nhá. Còn những anh em nào mà không có thời gian thì có thể bỏ qua cái này. Rồi, nói chung là cảm ơn mọi người đã xem video. Rồi hướng dẫn mọi người một dự án đào token MVRT RP. Một cái dự án vừa mới ra thì nó cho khai thác cái đồng tiền này và mọi người có thể đưa lên sàn
WeMess để mọi người bán nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.